Hello cả nhà yêu. Hello cả nhà yêu ơi. Đây nè cả nhà yêu. Cây này là cây vải nha cả nhà. Đó, trái vải này đã đơm bông kết trái rồi thưa quý vị ơi. Cái trái này còn màu xanh thôi, nhưng mà vải này là không có xịt thuốc nha quý vị. Đó, chưa có xịt thuốc nên trái nè. Trái rất là xanh xanh nha quý vị, trái chùm chùm luôn. Cây chùm chùm luôn nè quý vị ơi. Khi mà chín rồi, chúng ta bẻ trái chín ra ăn đã luôn cả nhà. Đó. Chín rồi chúng ta sẽ bẻ ra ăn ngon lắm quý vị ơi. Con Út xin mời quý vị, mời ông bà cô chú bác, quý vị khán giả cùng ăn trái vải nha ông bà ơi, cùng ăn trái vải thôi nào. Hôm nay có nhân duyên lành con thấy được cây trái vải nên con quay cho quý ông bà cô chú bác trên kênh nhà của con Út để con quay cho quý vị coi. Con quay cho quý ông bà cô chú bác coi cái cây vải nha ông bà. Ông bà coi vui với con nha. Bởi vì con quay cảnh này, quay cảnh kia, quay nhiều cái cảnh đó cho ông bà coi để chung vui cùng với kênh nhà của con. Nếu như quý vị, ông bà cô chú bác có đi làm công việc gì bận rộn thì vào kênh nhà của con coi một chút ít để vui cùng với con Út nha. Quý vị có thương mến kênh nhà của con, quý vị bấm vào đăng ký, bấm vào subscribe và chia sẻ kênh cho con nha. Con mến chúc cho quý vị thân tâm thường an lạc, sức khỏe vô biên. Sở nguyện thì được tỳ tâm, sở cầu thì được như ý. Luôn sống an lành trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật nha quý vị. Chúc quý vị ngày an lành, đêm an lành, ngày đêm sáu thời đều an lành nha quý vị. Dạ, con Út đang quay cái vải nè quý vị ơi, cây vải nè. Cây vải xum xê luôn đó quý vị. Cây vải này xum xê luôn nha quý vị ơi. Sẵn có cây vải bên đây, con Út xin gửi ca khúc này để hát cho quý vị nghe. Người ơi, ta đã thương nhau rồi, hẹn sang năm tới khi lúa vàng đơm bông, chậu cao ta sẽ mang qua, cao với chậu thắm đẫm tình quê. Người ơi, ta đã thương nhau rồi, hẹn sang năm tới khi lúa vàng đơm bông, chậu cao ta sẽ mang qua, cao dơi chậu thăm đơm tình quê. Dạ, con Út hát cho quý vị nghe một chút rồi đó quý vị. Quý vị vào coi trái vải nha. Thôi trái vải này mà chín đó quý vị ơi, ngọt lắm, ngọt liệm luôn á quý vị. Đó, nếu mà chín như vậy á, mình bẻ tại vườn quý vị ơi, bẻ tại vườn là ăn rất là ngon luôn á. Bẻ tại vườn ăn ngon lắm á quý vị ơi. Đó, mến chúc quý vị ăn trái vải thật là ngon nha quý vị. Chúc quý vị ăn thật là ngon nha. Ăn ngon nha quý vị ơi. Hôm nay con quay cái cây vải á quý vị. Quay cây vải cho quý vị coi nè. Đó, trái vằn nhánh luôn quý vị ơi, trái vằn nhánh luôn. Còn đây bên đây là một con mương nè, một cái ao nè quý vị. Một con ao đó quý vị ơi. Dạ, con ao nước á. Con ao nước á quý vị ơi. Dạ.